Hiệp sĩ Tân Bình, Kệ Phúc chạm mặt, tài mụn, hắn to con hung hăng, sẵn sàng chống trả. Anh Nguyễn Trọng Nghĩa, thành viên đội hiệp sĩ Tân Bình cho biết, gần một tháng trước, mình và đồng đội từng chạm mặt nhóm của Tài Mụn. Tài luôn mang theo hung khí, sẵn sàng chống trả. Khuya ngày 14 tháng 5, một ngày sau khi dùng dao sát hại hai hiệp sĩ trên đường Cách mạng tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh, hai nghi phạm Nguyễn Tấn Tài, tức Tài Mụn, ngụ ở phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 và Nguyễn Hoàng Châu Phú, cùng 24 tuổi, ngụ ở Hóc Môn đã bị công an bắt giữ. Trên báo Vietnamnet, anh Nguyễn Trọng Nghĩa, thành viên đội hiệp sĩ Tân Bình cho biết, khi hình ảnh Tài được các báo đài, anh mới nhận ra mình và đồng đội từng chạm mặt hắn. Theo hiệp sĩ Nghĩa, Tài có thân hình to lớn, tỏ ra rất hung hăng và luôn mang theo hung khí, bình xịt hơi cay, sẵn sàng chống trả khi bị truy bắt. Anh Nghĩa kể, với nguồn trên, khoảng gần một tháng trước, nhóm anh theo dõi Tài tại địa bàn quận Bình Tân. Khi đến đường Nguyễn Thị Tú, hắn tiếp cận phá khóa một chiếc xe tay ga nhưng bị khóa bánh trước, dắt đi không được, không bỏ cuộc, Tài tiếp tục phá yên xe, lấy túi sách rồi cùng đồng bọn tháo chạy. Phát hiện vụ việc, nhóm hiệp sĩ Tân Bình chia nhau truy đuổi. Anh Nghĩa chạy xe một mình, lần tìm một lúc thì thấy Tài chạy đằng trước nên báo cho đồng đội. Thấy có người bám theo, chúng chạy vào con hẻm vắng trong khu công nghiệp Vĩnh Lộc, tắt đèn dừng xe thách thức. Biết Tài Mụn có hung khí, đã sẵn sàng giáp mặt, anh Nghĩa phải chờ đồng đội đến hỗ trợ nhưng chúng đã bỏ đi. Bị công an vây bắt, vẫn cầm dao cố thủ. Tại buổi họp báo thông tin về việc truy bắt hai nghi can nhóm trộm xe SH đâm chết hai hiệp sĩ Tân Bình, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng cho hay, trong quá trình điều tra vụ án, Trung tá Trần Thị Kim Lý, Phó trưởng Công an quận 3 đã phát hiện Tài từng là liên quan đến các vụ trộm cướp khác. Theo đó, nhóm của nghi phạm có 4 người, trong khi hai đồng phạm khác xa lưới, Tài và Vũ vẫn tiếp tục phạm pháp. Cũng tại buổi họp báo, Thiếu tướng Minh nhận định Tài Mụn là đối tượng cực kỳ hung bạo. Qua trích xuất camera và các dữ liệu thu thập được, thời gian từ khi phát hiện vụ trộm đến khi các hiệp sĩ bị Tài đâm chỉ kéo dài trong khoảng 13 giây. Theo Vietnamnet, khuya ngày 14 tháng 5, hàng chục cảnh sát tinh nhuệ đã tiến hành bao vây phòng trọ nơi Tài lẫn trốn, đường Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp. Phát hiện bị truy bắt, Tài liền cầm dao cố thủ, trèo lên nóc nhà định bỏ chạy. Tuy nhiên, kẻ gây ra cái chết thương tâm của hai hiệp sĩ Tân Bình đã bị cảnh sát khống chế ngay sau đó. Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Hoàng Châu Phú và Nguyễn Tấn Tài khai nhận khoảng 18 giờ ngày 13 tháng 5, cả hai rủ nhau đi trộm xe máy. Khi bị nhóm hiệp sĩ phát hiện và truy bắt, Tài Mụn đã dùng dao bấm thủ sẵn đâm loạn xạ, khiến cho hai anh Nguyễn Hoàng Nam, ngụ ở quận Gò Vấp và Nguyễn Văn Thôi, quê ở Bình Định, đều là thành viên đội hiệp sĩ Tân Bình, tử vong và ba người khác bị thương nặng. 13 giây gây án của tên cướp Tài Mụn khi bị các hiệp sĩ vây ráp. Qua camera khu vực cho thấy, sự việc nhóm trộm đâm hai hiệp sĩ tử vong diễn ra rất nhanh, chỉ trong vòng 13 giây. Tính đến chiều ngày 16 tháng 5, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ 3 nghi can liên quan đến vụ đâm hai hiệp sĩ tử vong, 3 người khác bị thương. Các nghi can trực tiếp gây án bị bắt giữ là Nguyễn Tấn Tài, 24 tuổi, còn gọi là Tài Mụn, ở quận 12, bị bắt tại quận Gò Vấp vào tối ngày 14 tháng 5. Nguyễn Hoàng Châu Phú, 24 tuổi, ngụ ở Hóc Môn và Ngô Văn Hùng, sinh năm 1986, ngụ ở quận Gò Vấp, trong đó Hùng bị bắt để điều tra về hành vi che giấu tội phạm. Bước đầu, hai đối tượng này thừa nhận đã thực hiện vụ trộm chiếc xe máy SH của anh Phương tại một cửa hàng ở đường Cách mạng tháng 8, phường 10, quận 3 và có hành vi dùng hung khí đâm thương vong 5 hiệp sĩ khi bị phát giác vây bắt. 8 giờ ngày 13 tháng 5, Tài Phú cùng 24 tuổi trộm xe máy Bắc Thành ở đường Bắc Hải, quận 10. Nhóm hiệp sĩ quận Tân Bình đi qua phát hiện hai thanh niên nghi vấn đã bí mật bám theo. 20 giờ, Tài và Phú đi ngang qua tiệm thời trang ở đường Cách mạng tháng 8, quận 3, thấy chiếc xe SH. Phú dừng bên đường để Tài đi bộ qua bẻ khóa chiếc xe tay ga. Khi Tài đang dắt chiếc xe SH đi, hiệp sĩ Trần Văn Hoàng lao thẳng xe vào hắn, tri hô cướp. Tài Mụn rút lưỡi lê chống trả, đâm ông Hoàng trọng thương. Hiệp sĩ Nguyễn Văn Thôi, 42 tuổi, quê Bình Định, chạy tới hỗ trợ nhưng bị tên này đâm tử vong. Hai tên cướp dựng xe định bỏ chạy thì bị hiệp sĩ Nguyễn Hoàng Nam, 29 tuổi, ngụ ở Gò Vấp chặn lại. Tài Mụn tiếp tục dùng hung khí đâm chết nạn nhân 29 tuổi. Trước khi chạy thoát, tên cướp còn đâm bị thương hai người khác. Ngày 14 tháng 5, từ hình ảnh camera an ninh thu được, cảnh sát triệu tập Phú lên xét hỏi. Từ lời khai tên này, khuya ngày 14 tháng 5, công an bao vây căn nhà ở quận Gò Vấp bắt giữ Tài Mụn. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy sự việc diễn ra trong vòng 13 giây. Giây phút kịch tính, công an leo nóc nhà truy bắt nghi phạm Tài Mụn đâm chết hai hiệp sĩ Sài Gòn.
Cả trăm cảnh sát được tung xuống địa bàn ngay trong đêm bao vây căn nhà trên phường 9 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Dù nghi can trèo lên mái nhà định bỏ trốn nhưng đã bị trinh sát bắt giữ. Sáng ngày 15 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã tạm giữ Nguyễn Tấn Tài, 24 tuổi còn gọi là Tài Mụn, ngụ ở quận 12 và một người tên Phú để điều tra về vụ trọng án xảy ra vào tối ngày 13 tháng 5 trên đường Cách mạng tháng 8, phường 10, quận 3. Trước đó khoảng 22 giờ 30 phút tối ngày 14 tháng 5, hàng chục trinh sát thuộc nhiều đội nghiệp vụ của phòng cảnh sát hình sự phối hợp cùng công an quận 3 đã tiến hành bao vây một căn nhà trong hẻm trên đường Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp để bắt giữ nghi can này. Theo lời kể của người dân xung quanh, Tài bị bắt sau khi cố thủ và đang cố leo lên mái nhà bỏ trốn. Trả lời trên Vietnamnet, bà Lê Thị Dung, tổ trưởng tổ 44 phường 9 quận Gò Vấp cho biết thời điểm đó mọi người đều ở trong nhà nên không biết gì. Đến khi công an khu vực đến và thấy lộn xộn ngoài đường thì mới biết có công an tới bắt nghi phạm. Nghi phạm leo lên trên mái nhà, chắc hắn nghĩ là sẽ thoát được nắp giếng trời để chạy trốn, nhưng mới giật được một khúc nắp giếng thì đã bị công an bắt. Lúc công an vào nhà khám phòng đầu tiên thì phát hiện một con dao chừng 40cm trong hộp. Sau đó tiếp tục khám các phòng khác đến hơn 4 giờ sáng mới kết thúc, bà Dung nói. Bắt giữ nghi can thứ 3 trong vụ hiệp sĩ bị nhóm trộm xe đâm gây thương vong tại Sài Gòn. Bước đầu Hùng khai nhận là bạn tù trước đây của Tài Mụn, tức Nguyễn Tấn Tài. Chiều ngày 16 tháng 5, theo nguồn tin của phóng viên nhận được từ phòng cảnh sát hình sự PC45 công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vừa tiến hành bắt giữ đối tượng Ngô Văn Hùng, sinh năm 1986, ngụ ở đường Phạm Văn Chiêu, phường 8, quận Gò Vấp về hành vi che giấu tội phạm. Được biết Hùng vốn là bạn tù trước đây của Tài Mụn, tức Nguyễn Tấn Tài, sinh năm 1994, ngụ ở quận 12. Trước đó công an cũng đã bắt giữ hai đối tượng trực tiếp gây án là Tài và Nguyễn Hoàng Châu Phú, 24 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn. Như đã đưa tin, khoảng 18 giờ ngày 13 tháng 5, Phú gọi nhưng Tài không bắt máy. Sau đó Tài gọi lại rủ Phú đi trộm xe gắn máy. Phú dùng xe máy hiệu Accenter màu đỏ, biển kiểm soát 50Y1 chạy qua chở Tài đi trộm xe. Trong lúc đi, Tài thủ theo con dao để đề phòng việc khi bị phát hiện thì sẽ chống trả. Cả hai rảo quanh nhiều con đường ở khu vực quận 3 khi vừa đi tới trước cửa hàng thời trang ở địa chỉ số 348C đường Cách mạng tháng 8. Chúng phát hiện có một chiếc xe máy SH không người trông coi. Lúc này cả hai dừng lại. Tài bước xuống, dùng đoạn để tiếp cận và bẻ khóa dưới xe. Sau đó Tài dắt xe ra phía ngoài, Phú cũng nổ máy xe để tẩu thoát. Đúng lúc này, nhóm hiệp sĩ Tân Bình gồm các anh Trần Văn Hoàng, 52 tuổi, trú quận Tân Bình là trưởng nhóm, anh Nguyễn Hoàng Nam, 29 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, anh Nguyễn Văn Thôi, 42 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định, trú quận Tân Bình, anh Nguyễn Đức Huy, 22 tuổi, ngụ quận Tân Phú và anh Đinh Phú Quý, 22 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, anh Đinh Văn Tài, 27 tuổi, ngụ quận 10 và anh Lê Văn Tuyên, 24 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa, trú quận 1, đã phục kích từ trước nên lao đến bao vây bắt giữ. Tài dùng dao mang theo tấn công khiến cho 5 thành viên nhóm hiệp sĩ trọng thương. Gây án xong, cả hai lên xe tẩu thoát về hướng ngã 6 Dân Chủ. Phú cứ đinh ninh rằng sự việc diễn ra lúc trời tối và nhanh nên vẫn trở về địa phương sinh hoạt bình thường. Sáng ngày 14 tháng 5, công an huyện Hóc Môn đã bắt giữ Phú. Tại cơ quan công an, Phú không khai báo và chối tội. Tuy nhiên trước những chứng cứ cơ quan điều tra đưa ra, Phú đã buộc phải khai nhận hành vi phạm tội. Qua đấu tranh khai thác nhanh, công an xác định đồng phạm của Phú là Tài nên đã cử nhiều tổ trinh sát thuộc nhiều quận huyện như quận 3, 10, 12, Tân Phú, Tân Bình, Hóc Môn, Bình Chánh để truy xét. Về phần Tài, hắn đã lẩn trốn ở một căn nhà ở đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp để nghe ngóng thông tin vụ việc. Khoảng 22 giờ ngày 14 tháng 5, hàng chục trinh sát công an đã tiến hành bao vây một căn nhà ở con hẻm đường Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp để khống chế bắt giữ Tài. Dù cố gắng chạy trốn nhưng Tài đã nhanh chóng bị khống chế di lý về trụ sở. Bước đầu Tài khai nhận là người trực tiếp gây án khiến cho 5 hiệp sĩ thương vong. Vì lý do đi trộm thì Tài khai do thiếu tiền tiêu xài. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.